Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc. Thái Nguyên đột phá trong quy hoạch phát triển đô thị thu hút đầu tư. Cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường ở thôn Tuấn Dị. Trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt đến 5 năm tù. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020, trao danh hiệu doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới dự. 63 nông dân được tôn vinh là những gương mặt trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam với nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cho thu nhập cao lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Dịp này, 27 doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng nông dân trong các lĩnh vực cung cấp vốn, giống, vật tư cũng được tôn vinh. 63 nông dân Việt Nam xuất sắc cùng 27 doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân được tôn vinh và trao danh hiệu đại diện cho 90 bông hoa đẹp chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 13 đến 15 tháng 10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với sự tham dự của 350 đại biểu thay mặt cho hơn 124.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Trong thời gian diễn ra trong 3 ngày, đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 giới thiệu danh sách nhân sự gồm 61 đồng chí để đại hội lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16. Trong đó có 37 đồng chí tái cử, 24 đồng chí được giới thiệu lần đầu. Tại đại hội, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Kết quả 53 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Tháng 5 năm 1952, tại xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hợp Thành đã không ngừng đoàn kết thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại Khuôn Lân, 68 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Làm theo lời Bác, gia đình chị Lý Thị Bông Sen từ một hộ nghèo nhất xã này đã có cơ ngơi khang trang, mô hình chăn nuôi dúi, dê đem lại thu nhập cao được nhiều người học tập. Mà 2002-2003 vẫn là thuộc trong dạng hộ nghèo thì nói chung là cũng được nhà sự hỗ trợ của nhà nước quan tâm thì mình cũng có là vay một số vốn ngân hàng về làm ăn phát triển kinh tế. Dần dần đến năm 2014-15 nhà mình thường lên thoát nghèo. Lan tỏa tinh thần thi đua từ Khuôn Lân, Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thành xác định mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ lấy trọng tâm là phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, xây dựng nông thôn mới làm khâu đột phá, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huyện Phú Lương cũng như là xã Hợp Thành cũng sẽ tăng cường các cái nguồn lực cũng như huy động các cái nguồn lực để đầu tư làm thế nào cho xứng đáng là cái nơi diễn ra cái chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất để là cái nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho các cái thế hệ mai sau. Từ Khuôn Lân, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các xóm bản, tạo động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương cũng như tỉnh Thái Nguyên vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh, văn minh. Trong 9 tháng năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong quý 3 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 7 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án trong nước và 3 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký khoảng 340 tỷ đồng và 7 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 22 dự án đầu tư, 11 dự án trong nước và 11 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 79,8 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 13,8 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Cũng trong 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 20 dự án, trong đó 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước. Với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 156,2 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 9 tháng năm 2020 khoảng 236 triệu đô la Mỹ. Thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động trước thời hạn 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 3 triệu đô la Mỹ và 139 tỷ đồng. Thành phố Thái Nguyên đã đang tập trung xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền duyệt bằng việc liên tục cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng tập trung ở các phường trung tâm, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, thoát nước, xây dựng đồng bộ vỉa hè lòng đường. Đặc biệt, việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và hình thành các tuyến phố văn hóa đã góp phần thu hút đầu tư và xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp. Giai đoạn 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực trong công tác lập, triển khai trên 100 đồ án quy hoạch đô thị với tổng kinh phí lên đến 80 tỷ đồng. Do vậy, đến giữa năm 2020, 46,5% diện tích đất nội thành đã được quy hoạch chi tiết. Công tác quản lý, công bố công khai, cắm mốc giới quy hoạch được triển khai kịp thời, đúng quy định. Chất lượng các đồ án quy hoạch được nâng lên, phần lớn quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được triển khai cụ thể bằng các dự án phát triển đô thị. Hệ thống hạ tầng khung của thành phố cùng nhiều khu đô thị, khu dân cư được đầu tư đồng bộ, hiện đại đang dần được hình thành, diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp ngày càng hiện rõ. Dự án xây dựng khu thị Hồ Xuân Rồng tọa lạc tại phường Phanh Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án cấp 1 của nhân tỉnh giao. Chúng tôi đã thực hiện đến tính thời điểm này với quy mô là khoảng 45 ha. Tính thời điểm này chúng tôi đã thực hiện khoảng tổng mức đầu tư trên khoảng 1.019 tỷ. Chúng tôi đã thực hiện khoảng tầm là 85% giá trị trên tổng mức đầu tư. Một trong những kết quả nổi bật nhất của thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ qua là thu hút trên 100.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trong, ngoài nước vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ. Từ nguồn lực tài chính này, thành phố đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạng lưới đô thị như đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, cầu Tân Long, cải tạo hồ Xương Rồng 2, các công trình về giáo dục, y tế, văn hóa. Kỳ 2020-2025, thành phố Thái Nguyên tiếp tục xác định công tác quy hoạch phát triển đô thị là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, sẽ ưu tiên bố trí ngân sách và huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh. Trong đó, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống giao thông vận tải, hệ thống thoát nước, các công trình văn hóa thể thao để khẳng định rõ vai trò đô thị trung tâm của tỉnh và của vùng trung du miền núi phía Bắc. Thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Việc đột phá trong quy hoạch giúp Thái Nguyên sẽ là điểm sáng về đô thị trong một tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, tính từ tháng 9 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã có gần 30 trẻ em bị bệnh tay chân miệng, tăng 50% so với tổng số ca được phát hiện trong năm 2020. Ngành chuyên môn tỉnh Cao Bằng cảnh báo sự thay đổi thời tiết làm cho dịch bệnh gia tăng và có khả năng lây lan nhanh chóng. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã hơn một tuần, chị Triệu Thị Say, xóm Nà Mu, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, phải chăm sóc con trai 2 tuổi bị mắc bệnh tay chân miệng. Những bệnh nhân nhi như con chị Say khi mắc bệnh chân tay miệng sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu, khiến các phụ huynh hết sức lo lắng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng 9, toàn tỉnh phát hiện gần 30 bệnh nhân nhi mắc bệnh tay chân miệng, gia tăng 50% so với tổng số ca được phát hiện trong năm 2020, tập trung tại các địa bàn thành phố, huyện Hà Quảng, Trùng Khánh. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây lan nhanh, dễ bùng phát thành dịch, gây ra nhiều biến chứng và có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ. Vì vậy, khi trẻ nhỏ có triệu chứng như sốt cao, bỏ ăn, nổi mẩn, thì phụ huynh cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời điều trị. Bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi trẻ có các triệu chứng như vậy thì các phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khám để hoặc là tự cách ly ở tại nhà. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo phụ huynh cần hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với những trẻ có dấu hiệu mắc bệnh. Khi trẻ ở nhà, phụ huynh cần vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà bằng các nước sát khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách bảo đảm chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương có chiều hướng gia tăng, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là trong giai đoạn cao điểm hiện nay. Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã điều trị cho hàng chục trường hợp mắc sốt xuất huyết. Những bệnh nhân khi nhập viện đều có triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau mỏi người, chảy máu chân răng. Một số người diễn biến nặng hơn do nhập viện điều trị muộn. Từ đầu năm đến nay, Ninh Bình đã ghi nhận 37 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó chỉ riêng tháng 9 đã có tới 19 ca mắc mới. Đã xuất hiện 7 ca mắc nội tỉnh và ghi nhận 6 ổ dịch. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế huyện, thành phố khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để các ca bệnh và ổ dịch nội sinh, tích cực triển khai công tác giám sát tại cộng đồng, không để dịch bệnh phát sinh. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch bằng việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, vệ sinh thân thể. Xã An Ấp là một xã thuần nông của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhiệm kỳ đảng bộ vừa qua, bên cạnh việc nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thì việc gìn giữ những di tích lịch sử văn hóa tâm linh trên địa bàn xã cũng được quan tâm đặc biệt. Đây là ngôi đền thờ bà Chúa tại thôn An Ấp, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Theo các cụ cao niên ở đây kể lại, bà vốn là con gái của dòng họ Nguyễn, làng An Ấp. Tuy được mời vào cung trở thành vợ của vua Trần Thái Tông, nhưng bà luôn hướng về quê hương. Vào những năm trời làm mất mùa đói kém, bà đã mang gạo thóc về cứu tế cho cả vùng. Với những công đức đó, bà đã được dân làng lập đền thờ và được các đời vua nhà Nguyễn ba lần sắc phong cho bà là thượng đẳng thần. Tương truyền, vào ngày giỗ của bà Chúa, dù trước đó hạn hán đến đâu, thì mấy ngày này cũng sẽ có mưa lớn. Người dân trong vùng theo đó mà be bờ giữ nước để làm mới. Đó cũng chính là ngày hội của làng An Ấp. Cái ngôi đền bà Chúa của chúng tôi đây, đền trong là có đây trên 300 năm. Và đền ngoài, ba gian đền ngoài này thì là xây dựng từ đời vua Duy Tân. Nóc đền vẫn còn cái phiên hiệu của nhà vua lúc bây giờ là xây. An Ấp thì chỉ có di tích lịch sử là có một di tích lịch sử là lâu đời nhất. Đó là di tích lịch sử của đền Bà Chúa ở thôn An Ấp. Thì cái này đã được tỉnh công nhận năm 2002. Ủy ban xã là người trực tiếp quản lý về cái di tích này. Thì thường xuyên hàng năm ấy là đều có cái kế hoạch tu sửa và tôn tạo bảo tồn, cũng là duy trì các cái lễ hội. Thì cứ thường thường là cứ vào ngày 30 tháng 6 là ngày giỗ của Bà Chúa, thì là tất cả là xã sẽ tổ chức các hoạt động phong trào. Đấy, rồi các cái phong trào cổ truyền hay truyền thống. Với nỗ lực của chính quyền, của ban quản lý di tích và người dân địa phương, chắc chắn di tích đền Bà Chúa thôn An Ấp sẽ không chỉ là một di tích lịch sử đơn thuần mà còn là địa điểm du lịch tâm linh thu hút được đông đảo du khách thập phương về chiêm bái. Bất cứ nơi nào, địa phương nào, khi mà nhận thức và trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ môi trường được nâng cao thì chất lượng môi trường nơi đó sẽ được cải thiện. Đơn cử như ở thôn Tuấn Dị, xã Trừng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, công tác bảo vệ môi trường luôn được cấp ủy, các ban ngành đoàn thể thôn và người dân đặc biệt quan tâm. Cảm nhận đầu tiên khi về Tuấn Dị, đó là những tuyến đường ngang, ngõ dọc, từ trục chính đến các lối xóm phong quang sạch đẹp, thậm chí ngay tại bãi tập kết rác thải của thôn cũng khác so với các nơi khác, đó là không có rác thải ứ động và bị đổ lung tung. Có được kết quả trên là do thôn đã thành lập được tổ dọn vệ sinh thường xuyên liên tục và các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại các xóm. Đặc biệt, để các thành viên trong tổ thu gom rác yên tâm làm nhiệm vụ, gắn bó với công việc, thôn đã có chế độ chính sách, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm giúp đỡ động viên người thu gom rác.
Với quyết tâm không để rác ứ đọng trong khu dân cư, người dân nơi đây đã nhận thức rất cao trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường chung, như thường xuyên bảo nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và trồng hoa, hàng rào bằng cây xanh trên các tuyến đường giao thông. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 14 tháng 10 tại Sơn La, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 xảy ra ở Sơn La. Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm do vắng luật sư bào chữa cho một bị cáo. Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng phòng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Sơn La, nộp đơn từ chối 4 trong 6 luật sư của mình, trong đó có một người do tòa chỉ định. Ngoài ra, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Khoa đã có đơn xin hoãn phiên tòa do phải tham gia phiên tòa khác. Bị cáo Khoa cũng xin hoãn phiên tòa do các luật sư vắng mặt. Ngoài ra, luật sư của các bị cáo khác cũng đề nghị hoãn phiên tòa. Trước ý kiến của bị cáo Khoa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng đây là phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, trong đó bị cáo Khoa kêu oan, do vậy đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền của bị cáo. Sau phần nghị án, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng yêu cầu trong phiên xét xử sau, các bị cáo phải cam kết có đủ luật sư để bào chữa, nếu không phải tự bào chữa để không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Trong phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cũng xin rút kháng cáo và được hội đồng xét xử chấp thuận. Những năm qua, nhiều nam thanh niên tự giác lên đường nhập ngũ, nhưng cũng có một số tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ này. Tuy nhiên, từ năm sau trở đi, việc trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt đến 5 năm tù. Mùa tuyển quân 2020 bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 năm 2020 và trong tháng 2 năm 2020, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Từ năm 2021, theo các quy định mới nhất, mức xử phạt hành chính đối với người trốn nghĩa vụ quân sự năm 2021 lên đến 4 triệu đồng đối với hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đưa tiền mặt hoặc lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe, đặc biệt xử lý hình sự cao nhất là từ 3 đến 5 năm tù đối với người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện. Thời gian qua, các hoạt động khai thác vận chuyển với tần suất lớn đã làm nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang liên tục bị cày phá và xuống cấp. Chưa hết, trong quá trình vận chuyển, các xe tải trọng lớn cũng thường xuyên làm đất vương vãi, khiến đường xá luôn ở trong tình trạng bụi bặm, mịt mù, ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng. Ghi nhận tại hai xã Bắc Lũng và Vũ Xá của huyện Lục Nam. Đây là tuyến đường bê tông tại xã Vũ Xá, mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Thế nhưng, từ nhiều tháng nay, tuyến đường này cũng không khác là mấy con đường đất. Đất từ những chiếc xe tải trọng lớn chạy rầm rập chút thẳng xuống nền đường. Đất cuộn theo từng đoàn xe biến thành bụi, gây mất tầm nhìn và tác động trực tiếp đến môi trường sống của người dân địa phương. Cháu nhà tôi, đứa lớn nhất là học lớp 4, nhưng mà độc đi phải đi ô tô. Đấy, phải đi ô tô, phải thuê ô tô, dân ở đây độc phải thuê ô tô chứ không dám cho đi xe đạp. Thế mà hôm nào cái chú ô tô mà chú phải bận, một là sửa xe, hai ấy thì cho chúng nó đi học, phải bố phải lại phải đưa đi. Đoạn đường tại đây cũng là điểm nhộn nhịp nhất nhì của các hoạt động vận chuyển mua bán đất từ huyện Lục Nam đi các tỉnh tiêu thụ. Có lẽ vì bài toán kinh tế vận chuyển nhiều và nhanh nên các xe vua tải trọng cứ vô tư cơi nới thành thùng, che đậy qua loa và lao rầm rập với tốc độ cao trên đường dân sinh. Hệ quả là nhiều đoạn đường giao thông từ xã Vũ Xá sang xã Bắc Lũng và ngược lại đã bị cày nát. Nó tránh nhau chả hỏng hết ra cổng ngõ kìa. Xe 40-50 khối này chở đầy hết. Đấy anh nhìn này, linh xe cơi loại cao tầng này. Quá khổ chứ. Bây giờ chúng tôi thấp bé kêu ai được. Còn tại thôn Phương Phú, xã Bắc Lũng, nơi có mỏ đất đang khai thác, người dân cũng đang phải lãnh đủ những hệ lụy như đường xá xình lầy, ngập nước, giao thông đi lại vô cùng bất tiện. Và sau mỗi trận mưa thì công việc thường thấy của những người dân nơi đây là sửa đường. Đang làm thì mưa to nó tràn xuống thì nó chưa múc xong. Bình thường nó chảy dàn nhưng bây giờ mỗi nhà mình trúng nó tràn xuống cả tiếng hồ xong. Được biết, các hoạt động khai thác đất tại đây là của công ty An Phát. Trước đó,
Khi xin cấp phép, đơn vị này đã ký cam kết không vận chuyển đất bằng xe cơi nới thành thùng, không bốc thúc chở hàng vượt quá tải trọng. Tuy nhiên, cam kết chỉ là trên giấy, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đáng chú ý, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam, thì hiện nay công ty này vẫn chưa được phép tiến hành khai thác. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.